Kẻ mà hay sân hận, không tha thứ được cho người khác thì thường những người đó dễ bị mắc các căn bệnh về nội tạng, và thường là nó biểu hiện ngay ra thần sắc trong khuôn mặt và nhìn thấy ngay. Cho nên chúng ta hiểu nếu mình không tha thứ cho người khác thì chính là việc mình đang đón bệnh vào trong cơ thể mình mà thôi, chứ không phải là tha thứ cho người khác là họ được đâu, mà tha thứ cho người khác chính là mình được. Khi nào mà chúng ta hiểu được cái giá trị của tha thứ và thông cảm, nó có lợi ích cho ai, thì khi đó chúng ta thực hiện sẽ dễ hơn. Nếu như chúng ta hiểu là tha thứ mà có lợi ích cho mình thì chắc chắn mình sẽ thực hiện việc đấy một cách tinh tấn hơn. Còn nếu mà chúng ta xác định mà tha thứ là việc có lợi cho người thì rõ ràng cái việc đấy mình sẽ bám chấp và rất khó tha thứ. Vậy bây giờ chúng ta mới quay trở lại bài toán tha thứ thì có lợi cho ai. Thì thưa anh rằng là nếu tôi và anh gặp nhau mà tôi yêu quý anh còn anh ghét tôi thì hỏi là ai khổ? Là ai khổ? Thì thưa là chắc chắn là anh sẽ cảm thấy bị tăng sân, ức chế, và trong suốt cái buổi mà chúng ta gặp nhau trước đám đông đấy, anh sẽ là người sưng mặt lên và anh sẽ là người được mọi người đánh giá là một kẻ tiêu cực trong cái buổi đấy, chứ không phải là tôi. Thì như vậy là rõ ràng chúng ta thấy kẻ nào mà sân hận, tức là không tha thứ cho người khác và giữ toàn bộ sân hận ở trong lòng, thì chính người đó là người khổ. Bởi vì toàn bộ cái sân hận cảm xúc của anh nó sẽ điều tiết toàn bộ hệ thống enzyme và hệ thống hormone trong cơ thể anh. Tôi lấy ví dụ khi anh mà gặp tôi mà anh ức chế thì rõ ràng anh ăn cũng bất ngon, bởi vì tuyến nước bọt của anh nó bị ức chế. Nếu anh gặp tôi thì việc tuần hoàn lưu thông máu của anh nó sẽ kém nếu anh ghét tôi, vì lý do anh bị ức chế toàn bộ phần cảm xúc, cho nên nó điều chỉnh toàn bộ hệ thống enzyme và hormone trong cơ thể. Vậy rõ ràng là nếu như anh gặp tôi mà anh ghét tôi thì người khổ chính là anh, và cụ thể là khổ phần gì? Khổ phần cảm xúc của anh, và nó điều khiển lây sang phần thân và anh dễ bị mắc bệnh. Cho nên những kẻ mà hay sân hận, không tha thứ được cho người khác thì thường những người đó dễ bị mắc các căn bệnh về nội tạng, và thường là nó biểu hiện ngay ra thần sắc trong khuôn mặt và nhìn thấy ngay. Cho nên chúng ta hiểu nếu mình không tha thứ cho người khác thì chính là việc mình đang đón bệnh vào trong cơ thể mình mà thôi, chứ không phải là tha thứ cho người khác là họ được đâu, mà tha thứ cho người khác chính là mình được. Vì vậy nếu như chúng ta hiểu tha thứ mà có lợi hơn cho ta thì ta làm việc đó rất là tinh tấn. Nhưng nếu mà anh còn hiểu rằng tha thứ cho người khác chính là lợi cho họ thì rõ ràng bản thể con người nó có cái phần bản năng ích kỷ, và điều đó khiến cho họ rất khó tha thứ. Vậy tôi nhắc lại, tha thứ chính là được cho mình chứ không phải được cho người khác. Ai là người biết tha thứ thì người đó có một cuộc sống nhẹ nhàng, niết bàn, và có một thân tâm an lạc trong hiện tại, thì theo đúng cái triết lý của nhà Phật. Và nhân đây tôi cũng xin kể một cái câu chuyện. Có một chị mới hỏi tôi thế này: em có ông sếp cũ, em có một cái ông đối tác là sếp một đơn vị, ông ấy nợ em 14 tỷ, thì thầy dạy anh em cách mà đòi nợ của ông ấy cái. Tôi hỏi là tại sao ông ấy lại là sếp của một cơ quan mà nợ đến 14 tỷ? Thì cô ấy bảo là ngày xưa ông làm sếp của một cơ quan thì em làm việc chuyên cung cấp hàng hóa vào cơ quan của ông ấy. Thế bây giờ thì ông ấy bị tuột xích, ông ấy về và ông ấy vỡ nợ. Thế là ông ấy, tiền cá nhân mà ông ấy nợ em là 14 tỷ. Bây giờ ông ấy không có tiền, ông ấy trả em. Hỏi bây giờ em phải làm sao để đòi nợ ông ấy? Và em đã theo đuổi ông ấy cả năm nay rồi mà ông ấy không có tiền để ông ấy trả. Tôi hỏi, vậy thì trong suốt thời gian mà cô làm việc và ông ấy là đối tác của cô thì ông ấy mang lại cho cô cỡ bao nhiêu tiền rồi? Cô ấy trả lời phải mang cho em phải khoảng hơn 100 tỷ. Thế thì tôi bảo là đấy, trong cuộc đời ông ấy đã giúp cô một cái mối làm ăn để mang lại cho cô hơn 100 tỷ.
thì cái việc này ông ấy xa cơ nỡ vật, ông ấy không trả được cô 14 tỷ thì tôi nghĩ cô phải thêm cho ông ấy 6 tỷ nữa để cho ông ấy làm lại, tức là cho ông một cái nhân duyên mới nó tốt hơn để ông ấy làm lại, thay vì cô đè ngửa ông ấy ra để bắt nhà bắt cửa để lấy 14 tỷ thì rõ ràng mình cạn tàu giáo máng quá. Cho nên đây chính là lúc cơ hội để cô báo ơn cho ông ấy, chứ không phải cơ hội để cô lại bóc lột ông đấy. Cho nên là tha thứ cho người chính là lợi cho mình. Và sau đó cô ấy về, cô đã quên ngay cái khoản nợ ấy đi. Và cuối cùng thì cô ấy nhận được cái sự an lạc trong tâm hồn. Còn nếu mà cô ấy cứ chấp mãi đòi ông ấy thì bản chất ông ấy cũng thừa biết là ông ấy mang lại cho cô ấy bao nhiêu tiền. Thì rõ ràng ông ấy chưa muốn trả là không phải là vì ông ấy chảy bữa, là bởi vì ông ấy thấy cô này là người không biết điều. Và điều đó khiến cho mâu thuẫn nó đẩy lên và cả hai bên đều đau khổ, chứ nào ai được sung sướng. Hãy để nguyên trạng vậy và tha thứ cho nhau, coi như đấy là một ân huệ, thì có phải hai bên cùng an lạc không? Rồi đến lúc ông ấy làm được, ông ấy lại trả cho mình. Thì như vậy đấy mới là cách báo ơn sau những cái lần mà có những cái nhân duyên mà hai bên đã tạo ra những cái lợi ích cho nhau. Rồi cảm ơn anh Nguyễn Văn Vĩnh. Và tôi nhắc lại, tha thứ cho người chính là giúp ích cho chính mình. Hãy nhớ cho tôi điều đó. Cho nên đừng bám chấp những oán hận, những thù hằn, những định kiến về người này, người kia trong con người mình. Điều đó chỉ có làm khổ chính mình mà thôi.